Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Hiếu Quỳnh. Hôm nay Quỳnh xin chia sẻ cá mòi kho cà. 4 con cá mòi này là 500g. Mình đã mần sạch. Để làm sạch cá thì mình có rửa qua rượu rồi, để cho cá nó không có cái mùi đó. Phần tiếp theo là tỏi băm và hành tím băm luôn nha. Và đây là hành tây nè, và một ít ngò rí và hành lá. Ở bên đây thì mình sẽ có sử dụng là rượu gạo 30ml. Ăn ớt thì mình sử dụng ớt ngâm đường nha. Và đây là dầu điều đỏ. Dầu điều đỏ người ta có làm sẵn luôn nè. Và nước mắm thì mình có sử dụng là 80ml nước mắm ngon. Nó muỗng cà phê bột ngọt và đường. Đường thì mình sử dụng là 40g. Và đây là cà chua. Cà chua thì mình sẽ dùng hai trái to và những trái nhỏ này để mình trang trí ở bên ngoài, vừa ngon lại vừa đẹp. Và nếu mà gần nhà không có thì mình sử dụng cà chua to. Và cà chua to thì mình sử dụng là 300g. Đây đầy đủ những cái thành phần nguyên liệu mà mình chuẩn bị. Cà chua to đó giờ thì mình sẽ đem sắc nhuyễn ra. Mình cho vào đây dầu ăn hoặc là mỡ. Hành, tỏi. Một nửa thôi, không có cho hết. Cà chua mình đã sắc ra rồi nè, cái tỏi mình không có chín vàng quá. Cà chua này mình sẽ cho vào đây nước mắm. Bạn thấy cái muỗng canh nước mắm của mình nè, tương đương 10ml. Và đây là ớt ngâm đường. Ớt ngâm đường của nhà mình thì mình sẽ cho vào, vừa cay cay lại có cái màu đẹp. Mình sẽ cho vào đây một phần rượu gạo thôi, trừ lại ha. Giờ thì mình sẽ rêu lửa nha. Mình chỉ rêu khoảng 5 phút, không cần phải rã. Phần tiếp theo thì mình sẽ cho dầu điều đỏ, cho thêm một phần hành tỏi. Phần này thì mình sẽ không có cháy vàng quá, mình vẫn cháy cho nó tươi tươi, vừa thơm như vậy thôi. Cá này có ai thích thì có thể cắt ra nha, mình có thể cắt đôi hoặc cắt ba gì đó. Tiếp theo thì mình sẽ cho đường và bột ngọt, cuối cùng là nước mắm ngon. Đây là phần nhuyễn trắng còn lại. Ớt này thì mình làm nhà bằng ớt sừng cho nên cái độ cay của nó cũng rất là kém. Mình cho thêm vào đây, bạn nào không thích có thể không cho cũng được. 200ml nước lọc hoặc là nước dừa. Cà xào lúc nãy đó các bạn, giờ thì mình sẽ thả đều trên mặt cá nha. Cá này thì giờ mình sẽ rêu lửa, cái lửa vừa vừa thôi. Cá giờ mình rêu được 30 phút, mùi vị rất là thơm. Mình chỉ chở nhẹ cái lần đầu tiên thôi, và rêu như vậy nè.